Vâng, xin chào bác, chào bác trở lại với trang cứ cổ xưa. Ngày nay lên mấy kính của Bọc Vàng của Pháp và của Mỹ. Mỹ đã có cơn Bọc Vàng, sẽ là cơn gì? Trước tiên em sẽ lên mã số 1 trước là cái gì đây? Đây là cây Findor dáng quả trứng của Pháp xưa thập kỷ 1940-1950, của hàng chuẩn đau nhất nhé. Tất cả bán kính của đồ cổ là bán chuẩn đau nhất là Anh, Đức, Pháp, Mỹ nhé. Vâng, đây là mã số 1 Findor. Con này size 13,7 nhé. Sản xuất thập kỷ 1940-1950, hàng Pháp xưa. Bác lưu nhá, trước khi đến xem kính của đồ cổ, bác nên điện thoại trước nhá. Vâng, vì nhiều hãng đến đột xuất quá, có bác đến 2 lần không gặp, có bác đến chẳng mất 1-2 tiếng. Bác nào ở Hà Nội gần đó, có địa chỉ nhà em xem kính của đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ. Có bác tỉnh xa hết sức yên tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất em sẽ gửi kính nhận đó. Thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày. Ở cầu giữa nó có cái chuyện vuông, càng trái càng phải đều nó có cái chữ phin đo đảo chiều. Tất cả thông tin về kính rất là rõ ràng, yên tâm. Cái này ve thay rồi nhé, còn lại zin hết nhé. Và chuyện vuông cầu giữa này, hai càng là đảo chiều chữ phin đo này. Và đó, hai càng mỗi bên càng nó có một vài lấm tấm không ảnh hưởng nhận đấy, mỗi bên càng này, càng trái nó có 2 cái lấm tấm này đấy, càng bên phải 1 lấm tấm này. Và đó, chữ phin đo nhá. Và rất là rõ đảo chiều nhau nhá. Và cái đây là dòng mắt treo, bác nào cũng thích sao được mua về thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị, đoàn thị đều hết nhé. Một cái kính giải quyết nhiều tính năng mà quan trọng giá thành hợp tình, hợp lý, hợp ví, túi quần là các bác ạ. Và với phương châm giao lưu vô chính mà đôi khi chỉ thứ yếu thôi, cái kính này có giá là 3 triệu rưỡi, gọi là 3.500k, giá là 3 triệu rưỡi gọi là 3.500k. Mã số 01 nhé, Findor dáng quả trứng của Pháp xưa thập kỷ 1950-1951. Về quy trình mua bán rất là rõ ràng, yên tâm. Bác nào chuyển khoản bao ship, bác ship có thể làm đặt cọc 100-200k tùy theo giá trị món đồ. Thời gian để hàng từ 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ nhé. Thời gian bán hàng cực kỳ thoải mái, từ 8 giờ sáng đến 2-3 giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối, tất cả ngày tuần, không nghỉ nào kể ngày lễ Tết. Với điều kiện bắt điện thoại trước cho em, tránh tình trạng nên sốt quá thì em đi thẩm định giá đồ cổ xưa. Bắt điện thoại trước em, tiện bắn từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn tất cả về kính của đồ cổ xưa. Đấy là cái giá trị lớn nhất của bán số đồ cổ xưa lâu năm, có thương hiệu uy tín hơn 20 năm. Một địa chỉ, một số điện thoại luôn luôn gắn đèn trên tường, ghim tường song hành hơn 20 năm. Vâng, xong mã số 01 nhé. Bây giờ em sẽ đi sang mã số 02. Sẽ là cái gì đây? Kính cổ đồ cổ này rất nhiều, hàng trăm cây, nghìn cây, mà nó sẽ có cái giá gần gần giống nhau, bởi vì nó tùy theo độ mức độ đẹp nữa. Cây mã số 02 đây là cây Mavic chữ H dáng chất cổ điển thập kỷ 1950 của Đức Quốc xã thập kỷ 1950. Cái này size ngang 13,5 nhá, size càng và size càng là 13. Vâng. Mavic chữ H size 13,5. Size ngang đấy, vâng, còn size càng thì 30, nhưng mà con này là size 3, rất là thoải mái đấy ạ. Size ngang 13,5, 13,5 nhá. Mavic Jet thì nó rất nhiều phiên bản, Mavic Jet bản đều, rồi Mavic Jet bản hoa dâu, phiên Mavic Jet phiên bản hoa bản to cổ điển, phiên bản limited thì đấy là dòng đắt nhất của dòng Mavic, thì nó rất là đắt, nó khoảng 17, 18 triệu, thậm chí là 24, 25 triệu, tùy từng cây, tùy từng độ mới cơ. Còn những cái dòng này thì nó rẻ tiền hơn. Đấy, về giá cả thì hồi sau cho rõ, trước tiên đi tổng quan và sau đó đi chi tiết bên trong bao gồm có cái gì để người mới người cũ sẽ nắm được các chi tiết. Ở cầu giữa nó có chữ Optima và 20 micron tương đương 1/10 12 ghép. Tất cả là cái kính nguyên zin nhé. Và cái này mắt thủy tinh hơi váng dầu nhé, chuyên đen nguyên zin. Mọi thứ rất rõ ràng, yên văn tâm. Tiếp theo càng bên trái là Mavic 130 và nó ở bên gần cuối là nó có một cái chuyện củ ó. Và đấy, rất mới rất đẹp nhé, chuyên đen nguyên zin. Càng phải có số 130. Đấy. Tất cả thông tin thông số về kính em đều ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm. Giá cả rất là rõ ràng, yên văn tâm, đảm bảo cho bác cả các bác. Và Mavic chữ H thập kỷ 50 của Đức Quốc xã, sản xuất thập kỷ 50, giá 8 triệu 8, mọi người 8.800k. Cái kính này trước đây là bán toàn 9 triệu 10 triệu, nhưng vừa rồi nhập một số lượng rất lớn, hàng nghìn cây, giá tốt thì em bán với giá tốt, hợp tình, hợp lý, hợp ví, túi quần các bác, đấy mới là hay, và hay ở chỗ đấy. Vâng, giá 8 triệu 8, 8.800k, size ngang 13,5, size càng 13, thích hợp bác nào khuôn mặt nhỏ vừa vừa. Vâng, nếu bác nào không thích sao là bỏ đi thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị được, kể cả mã số 01 bác không thích bỏ mắt đi thay bằng cái mắt cận lão viễn, rất là ok. Và đó là xong mã số 02 nhé. Cái này sẽ diễn đi nhanh bởi vì là trong quá trình hơn 2 năm thì em bán giới thiệu các cái kính cổ đồ cổ rất là nhiều rồi. Tiếp theo mã số 03 nhé. Mã số 03 đây là cái đúc bù linh đoàn gánh size 40 của Pháp xưa thập kỷ 1950-1960. Và dòng đúc bộ gánh này thì nó cũng rất nhiều phiên bản, bản to, bản nhỏ, bản vừa, bản đều đều. Cái bản này lại bản vừa vừa đều đều, có nghĩa là tại sao? Có nghĩa là bản đều nó vừa,
nó không to mà nó cũng không nhỏ, thậm chí nó có loại nhỏ hơn đây, thậm chí có loại to gấp rưỡi, nhưng thông thường nó chỉ gấp rưỡi gấp đôi nhá, mà không bao giờ có chuyện gấp 3, gấp 4, gấp 5 đâu nhá. Rất nhiều anh em đeo phải kính hàng giả nhái gấp 3, gấp 4, to gấp 3, gấp 4, gấp 5. Cái bản như này không phải đâu, tất cả kính gồ nó chỉ bản như thế này hoặc to gấp rưỡi thôi, thậm chí bé hơn nó cũng có nhá. Và tốc bùa linh quán còn size 40 nhé. Và cầu giữa nó có chuyện vuông. Và cái bản lề này rất hay, nó bản lề dịch dịch nhé. Và truy ven bên zin nhé. Và đấy, tất cả thông tin về kính ghi rõ ràng, càng bên trái là tỷ lệ là 20 phần nghìn. Duy nhất là cầu giữa và càng bên trái nó ghi thông tin thông số kỹ thuật cái kính rất là rõ ràng, rất chi tiết nhé. Và tốc bùa linh đoàn gánh của Pháp sư thập kỷ 1960, hàng chuẩn nóng nhất. Bên này từ xưa nay bán nổi tiếng, bán thường tín là bán chuẩn nóng nhất là Anh, Đức, Pháp, Mỹ nhé. Không bán chuẩn năm 2, chuẩn năm 2 sẽ tận Nhật tái bản thập kỷ 90.000 thì dùng nó. Trông nó mới hơn nhưng chất lượng nó không bằng nó. Và tất cả kính của đồ cổ các bạn thấy, kể cả của Nam hiệu, mà nếu bác có mua đúng là chuẩn năm nhất, nước thứ nhất châu Âu hay Mỹ, ok dùng sướng lắm. Giặt điếc nó không phải là phai màu. Còn nếu mà hàng một số nước châu Á cũng là chuẩn nâu châu Á, nhưng mà thì nó lại dùng nó không kém, không bao giờ bằng được đâu. Ngay cả cái tem mác quần áo của các hàng châu Âu nó đã nhiều tem hơn rồi. Đấy mà cũng nói chung là tùy từng hãng. Đấy là ví dụ thế thôi, nôm na thế thôi. Và còn đi chi tiết mất nhiều thời gian lắm. Và cái kính này có giá là 6.900.000 và 6.900k. Trước đây bán con này là thông thường là khoảng 7.3, 7.4, 7.5 nhá, giá bán giá 6.900.000. Bởi vì để trên các bác của em hơn 2 năm, luôn luôn đưa giá rất là tốt để các bác trước chưa đủ tiền chơi, nay sẽ đủ tiền chơi về kính cổ đồ cổ. Đấy là cái phương châm bên em, với phương châm là giao lưu vui là chính. Thế mới sướng và hay ở chỗ đấy chứ còn. Thứ hai là địa chỉ, số điện thoại lúc nào cũng để trên kim tường, một địa chỉ, một số điện thoại nhất. Đấy mới là cái hay, chứ còn rất nhiều đối tượng nay bán rởm giả nhái là khi hỏi đến địa chỉ mình nhắn tin inbox địa chỉ đặt hàng qua Zalo, nhắn tin qua Messenger, nhắn tin qua tin nhắn bán, nếu mà nhắn tin thì thấy rất rủi ro. Thậm chí nhiều đối tượng hẹn nửa đường, hẹn công cộng cộng đồng nhà hai bên xe, rồi là anh ở đâu mang qua xe mưng, rồi hẹn cổng siêu thị, cổng trung tâm thương mại, vứt đi hết, mua bán kiểu thế nó quá rủi ro luôn. Và cái đây là mã số 03 nhá, giá 6.900.000. Cuối cùng là con cơn, xem nó là cơn gì đây. Và mã số 04 nhá. Đấy, vừa rồi là xong, bây giờ là lúc ấy là mã số 03 rồi, mã số 04 nhá. Và xem nó là cơn này đây. Con này là cơn 12K đời trung thập kỷ từ 65 đến 75 nhá. Đấy, cũng là chữ to, nhưng chữ to là chữ to đời 12, chữ to 12K. Còn chiếc to 1/10 12K thì nó lại ra trước. Và cái này cơn chữ viết in hoa hay gọi là chữ to đời trung 12K nhé. Sản xuất thập kỷ 1965 đến 1975, chữ viết in hoa. Ở gầm cầu dưới là AO 12K ghép chuôi ven nguyên zin nhé. Chuôi ven hơi ngả vàng theo thời gian 5 tháng. Cái kính này thì nó không có điểm trừ đâu ạ. Và nó chỉ có là cái chuôi ven nó ngả vàng thôi, còn tất cả thành vách sắc nét. Và rất là đẹp. Hai cả khác được chiều 5/1/2, biểu tượng logo American Opisco 12K GF. Rất rõ ràng, chuôi ven nguyên zin. Và tiếp theo là càng bên trái, thế thôi, đảo chiều. Và mọi thứ rất là rõ ràng, yên quan tâm đấy. Và đấy, cái ve bên trong này là nó có hơi sức bên gầm trong, có tí ti thôi. Nó bảo cái vết phẩy tóc như bên trong, như bên ngoài sờ vẫn trơn. Ai, này, thế mới hay. Bên trong thì nó có sức bên trong, nó giống kiểu như cúc bia hơi Hà Nội ngày xưa ấy. Bên ngoài xả rất trơn, bên trong nó càng gạch, nhưng mà cái này nó thì một tí thôi, không vấn đề gì cả. Đó. Và cái chuôi bên ngoài này, nó cũng thế. Nó có một vết chéo đây một tí, như sợi chỉ. Đấy. Khó nhìn lắm, đây nhìn sát đây, quay cận cảnh, rồi nhìn được. Đấy, nói chung là cái điểm này phải xoay kỹ nhìn được, còn nếu mà nhìn lướt qua thì không thấy, bởi vì những cái kính này nó cũng là rất xuất sắc, các này không vấn đề gì cả. Thế thôi. Ở gối trái thì nó có một chấm. Đó. Nói chung là những cái lỗi nó rất là nhỏ, lặt vặt lắm, chỉ chấm kim nó không đáng kể. Và tất cả là ok hết ạ. Và giá cái này là 9.900.000 nhá, giá là 9.900.000. Cơn American bọc vàng 12K, chữ in hoa hay gọi là chữ to đời trung, sản phẩm thập kỷ 1965-1975, hàng Mỹ xưa chuẩn ao nhất nhá, giá 9.900.000. Bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm có thương hiệu như bên này, một địa chỉ thuận tiện nhất. Tuyệt đối không mua cái địa chỉ không rõ ràng. Đặc biệt cái này rất nhiều đội bán cơm kính cơn giả, rầm giả nhái. Làm gì có chuyện cơn màu vàng đời đầu. Chứ nhỏ mà giống hệt kính này bán ra giá 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 12, 13, 45 triệu.
Rất nhiều anh em đã bị dính trong chiêu thức như thế, bởi vì đối tượng là hầu hết là không bán theo kiểu là công khai về hình ảnh con người, giọng nói hay là địa chỉ, số điện thoại thì cứ xong thời gian thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại. Những đối tượng mà bán như thế thì cái độ rủi ro càng rất nhiều, và em chứng kiến rất nhiều anh em bị. Có những bác soi về giá, roi về giá, nhưng mà thậm chí soi so sánh con giá king cơn của em. Thế bảo sao mà cái king cơn kia anh thấy của anh là 10, 10, 19, 20 triệu mà người ta bán có 8 triệu, mà địa chỉ cũng rất rất là rõ. Thế nhưng mà vì sau thời gian, nếu hỏi mấy tháng sau đây bảo là cuối cùng bây giờ nó bị này tình trạng này mà gọi điện thì nó chặn hết rồi anh ơi. Thế thì ai mà ham rẻ thôi. Có những người bị đúng là xong thời gian bắt đầu mới ngớ người ra, bắt đầu vài tháng sau bắt đầu nó chặn hết số, nó không gọi được, bắt đầu mới rồi mới quay ra bảo lúc nó biết thế không nghe anh, tất cả đánh vào lòng tham là của rẻ ô để không non đấy nhá. Tại sao nói thế? Bởi vì là các nghe thấy một cái giá, cái cơn cơn em báo là bắt đầu là 18, 19 triệu, 20 triệu, thậm chí hơn 20 triệu. Tự nhiên có người báo cho các bác có giá cơn cơn cũng như thế có 8 triệu, xong còn kêu địa chỉ cũng rất là rõ. Thế thì địa chỉ rất rõ, nhưng mà tức là nhắn tin địa chỉ, chứ còn còn không bao giờ là bán theo kiểu live stream như em, cũng như là công khai hình ảnh con người, địa chỉ nhà, số điện thoại, một địa chỉ một số điện thoại. Còn những đối tượng đấy mới xong thời gian đổi địa chỉ, thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại, rượu mình cũng thậm chí thuê con gái bán ăn theo phần trăm, xong thời gian bắt đầu nó lại chuyển sang hệ khác. Em kể các bác rồi, những năm 2000, thập niên 99, 1989, 2000, 2000 mấy, em cũng chứng kiến rất nhiều người con gái xong toàn thấy, tức là chỉ vài năm giữa chừng bỏ ra đi buôn quần áo này, rồi là buôn bất động sản này, hoặc làm cái khác, tức là không đi theo về kính cổ đồ cổ như theo đuổi như của em từ hồi đến giờ đấy. Cho nên là những cái chiêu thức như thế thì ngày nay cũng rất nhiều đường đang áp dụng, và cũng rất nhiều các bác đã bị dính bẫy trong cơn, đặc biệt dòng kính cơn. Thì lưu ý mua kính cơn nên chọn con trai, người đó phải am hiểu về kính cổ đồ cổ và tư vấn được kính cổ đồ cổ, đồ gốm sứ, đồ đồng, âm thanh, xe đạp cổ, xe máy cổ thì mới an tâm được. Còn nếu mà mua một cái chỗ mà chỉ nhắn tin hỏi địa chỉ rồi mới nhắn tin địa chỉ, hoặc địa chỉ chỗ khuất cho khó nhìn khó tìm, thì cái rủi ro rất là lớn. Kể cả nước ngoài thôi, kể cả em, kể cả bác em, khi em đi công tác nước ngoài là em cũng, bản thân em là người đã chứng kiến em đi mua những thập niên 99, 2000, 2000 mấy, các bác biết là đi mua nó hẹn mình ở chung cư này, nhưng mà nó không ở chung cư đấy đâu, mà nó ở bên chung cư bên cạnh cơ, nó ở đứng bên dưới, còn đừng có, nó không dẫn lên trên tầng đâu, trên phòng đâu, nó lại ma cô, xong một thời gian sau thay đổi số điện thoại, không biết lần lần mò đâu luôn đấy. Việt Nam đây thì nó lại hẹn là ví dụ nhà chỗ này nó hẹn ở chỗ kia, nó cũng cho một cái địa chỉ xong nó chạy ra đấy, thiết đứt cước rồi là cổng tập thể đấy. Bên em mà xưa nay nổ thẳng nổ thật, ngay cả vấn đề rất là nhạy cảm như là bộn đa cấp trá hình, thực phẩm chức năng đa cấp, tuần các nhà thuốc, cửa hàng thuốc, đúng không? Thứ hai, bộ điện thoại nháy máy câu cước là bộ có SIM, hay rất sử dụng SIM điện thoại G-Mobile 0598, và nó là 10 số đời mới và 11 số đời cũ nữa, tức là 10 số đời mới nhé và 11 số. Đa phần 0598 G-Mobile nó rất hay nháy máy câu cước, cực kỳ hay nháy máy, mà lúc tầm khoảng từ 12 rưỡi đến 1 rưỡi, và buổi tối thường thường buổi chiều thường thường tầm 6 giờ đến 7 giờ, tức là giờ tan tầm và giờ các bạn, mọi người tan tầm hay giờ ăn cơm. Đấy, bộ đấy là điện thoại nhà máy công cước, chuyên gia nhà máy công cước ở đấy, các bác hết xử lý, không nên gọi điện lại, thậm chí kể cả nghe máy, các bác nghe máy đừng để quá 6 giây, bởi vì sang những cái số máy G-Mobile 0598 đầu số nhé, nó sẽ có hình thức nó là câu cước, kể cả các bác không nghe, bác bật nó trôi lên dây nào tính tiền ra đấy. Đấy, rất là lưu hết sức cẩn trọng cái số máy đầu đầu số máy 0598 G-Mobile. Thứ hai là cái đầu số máy có cái dấu cộng đằng trước. Đấy nhá, rất số máy cộng trước là gì? Là cái những đối tượng đấy là mạo danh giả danh cơ quan công quyền cá nhân, đặc biệt là mạo danh giả danh lừa đảo cấp cứu con đấy, giả danh giáo viên, giả danh bác sĩ, thì lưu ý cái đấy phải xác minh xác thực, gọi điện thoại về nhà trường. Nếu bác đang gặp trường hợp đấy thì gọi điện thoại nhà trường, phòng bảo vệ, phòng trực ban nó sẽ nối máy trực tiếp với phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để xác minh, hỏi cô chủ nhiệm với có phải là con tôi hay cháu tôi có bị như này bị như kia không, chứ không được chuyển tiền vội. Ngay cả nếu mà nó chuyển máy ra mà giáo viên bác sĩ chuyển tiền, thế là sai quy trình của bệnh viện, tất cả bệnh viện nó phải thanh toán viện phí qua cái phòng gọi là phòng thu viện phí, thanh toán viện phí, chi chuyển khoản ở phòng thanh toán viện phí có hóa đơn chứng từ rồi kèm theo mấy
cầm lên phòng mổ thì bác sĩ dựa vào cái giấy đấy mới họ mới đầu mới mổ cho, chứ không phải là qua chuyện gọi điện thế mà tôi là giáo viên chủ nhiệm mà tôi là bác sĩ cháu anh con anh đang bị ở trong nằm viện cần một tiền mổ cấp cứu ngay phải chuyển ngay 100 triệu 200 triệu không thì chết, không có chuyện đó đâu. Tất cả đấy là sai quy trình, sai quy định, sai nguyên tắc. Bác lưu ý nhé, những cái đối tượng đấy mà gặp em mất điện luôn, kể cả tiếng nguyễn em cái trắng thích các tay các đồ ngay, riêng mấy cái thằng mà điện thoại mạo danh ấy, kể cả bộ nháy máy cung cước luôn, nổ thẳng dân tộc luôn đấy. Vừa rồi là các độ chia sẻ quan điểm không lớp ở đâu, bởi vì những năm tháng công tác ngoài cái gì em trải qua em biết được, em chia sẻ lại để các bác nắm bắt làm sao không rơi bẫy. Bên em từ xưa nay là chuyên nổ thẳng thật, ngay cả cái bộ bán dở bán giả nhái hay là Vintage Venegas thích gọi điện nhấc máy địa chỉ số điện thoại đây các tay các đồ ngay, chơi thế mới hay mới sướng chứ còn. Vâng, rất cảm ơn, xin chào các bạn, xin chào nha.